Ngay lành để giữ lại đứa bé này. Và ngày hôm nay chúng con lên đây
Nguyện ước của chúng con là gì, nói cho mọi người nghe. Thưa cha, là con ước của con là đi cầu nguyện cho con, của con được trở lại làm bệnh lại. Vâng, nguyện ước chỉ là cầu nguyện cho đứa con, và lặp lại 5 lần đến đây rồi. Ngày đầu tới ngày hôm nay là lần thứ 5, và hiện ngày vô trong này ngồi đọc kinh sốt sáng. Đọc kinh rất sốt sáng, thưa anh chị em, mà nhìn rất là bình an. Không có kêu ca, không khóc lóc từ lúc tôi gặp, từ đầu cho đến bây giờ, không có một tiếng tao ơi con của con, trời ơi, nó có một số bạn, người ơi, chết rồi, trời ơi, con chỉ nước mũi rồi, trời ơi, con nước mũi mà làm như là chết đến nơi rồi. Thế thì, thưa anh chị em, đấy lòng tín thác nằm ở chỗ này. Lòng tín thác nằm ở chỗ này thì nhận một người bố cứ ấp đứa bé rồi, người mẹ ấp đứa bé, hai vợ chồng cứ ngồi đọc kinh cầu nguyện sốt sáng như thế này, nhiệt tình như thế này. Trong khi có những người có những điều kiện tốt hơn thì lại không thèm ở lại đọc kinh, không thèm ở lại tham dự thánh lễ. Có những người đến giờ tham dự thánh lễ thì lại bỏ đi chơi, lại bỏ đi ra ngoài. Ta thấy hình ảnh của cặp vợ chồng này không? Họ đau khổ như thế này, nếu mà nhìn về mặt tự nhiên chứ, họ đau khổ như thế này chứ. Nhưng họ đâu có bỏ Chúa đâu. Họ đang đến bám chặt với Chúa nhiều hơn. Tại sao chúng ta là những người mà mình không bị cái hoàn cảnh như thế, mình có điều kiện mình đến đây mà mình không tham dự thánh lễ, không nhiệt tình sốt sáng để cầu nguyện tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban nhiều cái lành xuống cho mình như vậy. Để cho tặng chúng con một cái máy 570 giảm lòng Chúa thương xót, con về hai vợ chồng mở nghe nhé. Chúc Chúa còn con có những cái gì đó không đấy, con có thấy buồn không? Dạ, hồi đó có buồn nhiều nhưng mà bây giờ thì nó giống như là đã chết rồi. Dạ, chỉ mong là con được khỏi bệnh thôi. Dạ, các bạn đã lấy mấy năm trăm bài giảm lần thứ sót của hai vợ chồng cầu nguyện, anh chị em chúng ta, cầu đoàn mình hứa nhé, sẽ cầu nguyện cho hai vợ chồng và em để được vững mạnh lòng tin vào Chúa đến điều lòng thương xót. Bây giờ bằng mắt gì đâu, không đúng không? Đó, chúng ta có cái ý tốt, ý lành thì Chúa nhìn thấy cái ý tốt, ý lành đó. Chúa thấy cái lòng thành đó và Chúa chứng cho cái lòng thành đó. Anh xem đừng có nghĩ rằng là Chúa phải làm một phép lạ cho đứa bé nó trở lại bình thường mới là phép lạ. Phép lạ lớn hơn là nó đến đây lần thứ 5 mà đứa bé vẫn như thế mà nó vẫn cứ bình an, cứ tín thác vào Chúa, không bỏ Chúa. Cái thử thách trong ý tưởng của con người là như vậy. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rất rõ là cái gì từ bên ngoài vào trong con người có làm cho con người ta ô uế không? Không, vì nó vào trong bụng rồi nó thải ra ngoài. Và Chúa xác định là mọi thức ăn đều thanh sạch hết. Nhưng Chúa nói cái mà nó vào trong lòng của con người, nó vào trong lòng của con người và nó phát ra cái ý tưởng, cái đó mới làm cho con người ra ô uế, là gian tham, là ganh tị, là ganh ghét, là đố kỵ, là hờn giận, là oán thù, là kiêu ngạo, là kiêu căng. Tất cả nó từ cái ý của con người mà ra. Tôi ngon lắm mà nha, đừng có ai đụng với tôi, có phải là cái ý kiêu ngạo không? Đúng không? Kiểu tôi đổ nó người chặt nó hơn mình, cứ nó có hay ho gì đâu, hay không bằng thêm. Ý gì? Ganh tị, ghen ghét. Ý gọi là gato. Cái gato, gato là gì? Ghen ăn tức ở. Vì cái bệnh gato nó mạnh lắm. Ga là g là ghen, a là ăn, t là tức, o là ở. Nó biết tất là gato. Ghen ăn tức ở. Thì cái ghen ăn tức ở là nó phát xuất từ cái ý của con người. Nhìn cái con người nó đẹp hơn mình, nó ghét rồi. Nhưng mà thực sự nó đẹp hơn mình, nó có tội gì không? Tại sao mình ghét nó? Mà từ cái ý mình ghét tức hơn, đúng không? Mặc dầu dầu, đeo cả lá kim cương là hay ho lắm. Nó họ, cái bà người ta đeo cả lá kim cương mà có kiêu ngạo gì không? Không, nhưng mà mình tức là vì nó giàu hơn mình. Tại sao mình không có cả lá mà tại sao nó có cả đó? Còn cười cười nữa. Thì bật cười cũng ghét. Nó cười thì cũng ghét. Sao mình quay lại không cười mà vi thỉnh. Nó lại ghét. Nó cười mình cũng ghét. Mà nó không cười mình càng ghét hơn. Thì rõ ràng là do cái ý tưởng của con người thôi, thưa anh chị em.